Nghi lễ trân trọng kính chào quý khán thính giả người Việt khắp nơi. Kính thưa quý vị, hôm nay là ngày 31 tháng 7 năm 2020. Chúng tôi vừa biết là ở trong nước, nhóm Hiến pháp 8 người đã bị kết án sau một thời gian gần 2 năm bị giam giữ. Thì trong cái phiên tòa của ngày 31 tháng 7, 6 việc được kết thúc vào khoảng 6 giờ 30 chiều ngày 4 tháng 7 giờ Việt Nam. Thì Ngô Văn Dũng có cái nick là Biển Mặn đã bị kết án 5 năm tù, 2 năm quản chế. Theo dõi phiên tòa, chúng tôi được biết rằng những thân nhân của những người bị kết án gồm có Nguyễn Thị Ngọc Hạnh, Hoàng Thị Thu Vang, Đỗ Thế Quá, Hồ Đình Cương, Ngô Văn Dũng, Lê Quý Lộc, Trần Thanh Phương, Đoàn Thị Hồng. Thì thân nhân của những người này cũng đã rất khó khăn để tham dự phiên tòa. Chưa nói là họ còn bị theo dõi, khủng bố, xô đẩy, vân vân. Thì cái diễn tiến cái phiên tòa này được gọi là phiên tòa công khai, nhưng mà những thân nhân của những người bị kết án này đã bị khó khăn như thế nào, mời quý vị nghe cuộc nói chuyện giữa Nghi Lữ và cháu Nga là vợ của Ngô Văn Dũng như sau. Trước hết, chú Nghi Lữ chào Nga. Nga có thể cho biết được rằng từ ở quê đi lên Sài Gòn để tham dự ở cái phiên tòa đó, hành trình đi như thế nào và điều gì đã xảy ra, có vào được phiên tòa hay không, vân vân, mời Nga. Dạ, con chào chú, con chào quý khán giả trên cộng đồng. Con tên là Huỳnh Thị Kim Nga, nhà con ở Buôn Ma Thuột. Thì nghe tin là 31 tháng 7 này là chồng con ra tòa sau 23 tháng tạm giam và 2 lần hoãn xử. Thì lần này là ngày 29. Thì nghe tin là ở trên quê con là cũng có virus, thành ra mẹ con là đi trước 2 ngày. Thì xuống thuê nhà ở dưới đây 2 ngày. Thì sáng nay là bố mẹ con mới ra tòa, thì 5 giờ rưỡi là ra tới đó, tới cổng tòa án. Thì tưởng là đem theo, ai cũng đem theo đầy đủ giấy tờ để mà mong cho được vào dự. Thì khi đến 7 giờ hơn á, thì lực lượng an ninh và công an các coi như là đông lắm, đủ sắc phục hết, thì tới mới xua đuổi các cái gia đình tụi con, mấy mẹ con với lại các gia đình kia nữa thì không cho vào. Thì con mới nói giờ nhà con ở xa, nếu mà không cho mấy đứa con vào thì cũng cho một mình tôi được vào, vì chồng tôi xử trong đó, bị ở trong đó thì phải cho tôi vào tham dự. Thì họ cũng không cho, họ xô đuổi. Thì họ cứ lùa mình đi vậy đó, cứ xô, mà ai đi chậm thì cứ đằng sau họ xô tới vậy đó. Xong cứ làm mấy đứa con nó vung ra thì họ cứ sách, họ cứ lôi con. Thì mấy đứa con, hai thằng con trai con, nó mới quay lại, nó nói là thả má ra chứ sao mà lôi má lại. Thì ông nói lôi bà này lên phường, lôi bà này lên xe, cho bà này lên phường. Thì hai đứa con nó mới nhào vô, nó giằng. Thì cái lực lượng của họ rất chi là đông, chắc cũng phải là 400-500 người, đông kinh khủng đông luôn, mà đủ các sắc màu áo hết. Thì hai thằng con nó mới nhào vô, thì tụi nó mới lôi con ra, thì nó mới cào xé, nó đánh. Thì thằng con nó bị cày cái tay. Thì lúc đó là con mới khóc, con nói với mấy đứa con là thôi giờ mà má đừng có ai nói gì hết, tụi con đừng có nói gì hết, rồi nó lý do rồi nó bắt tụi con vô vườn, nó đánh mất con, là nó đẩy nó lùa con mấy người kia đi ra công viên. Thì xa thiệt là xa rồi, nó cũng không ở đó, đi. Thì nói là con nói giờ tụi tôi không biết đi đâu nữa, tôi ở xa tới đây, giờ tôi ngồi đây tôi đọc tôi tin tức đọc tôi thôi. Thì con nói vậy, nó kêu đi chỗ khác chứ không có được ở gần đó, đi đâu nó cũng cho hết, đứng chỗ nào nó cũng cho hết. Thì miết đến trưa thì con má nó cũng mệt mỏi quá, thì con kêu thôi bây giờ tụi con về đi, má ở lại má theo dõi phiên tòa. Thì con nó mới về, nó nghỉ, thì con ở lại với một số gia đình kia. Thì sao họ cũng mệt mỏi quá, thì họ cũng ngồi vật vã ở công viên nguyên một ngày, từ 5 giờ sáng đến 6 giờ tối thì họ cũng mệt. Mà riêng con thì với mấy người kia thì cũng ở lại đến tối. Tối thì mà
cầm cái điện thoại nó cũng không cho nghe, nó không biết mình nghe điện thoại hay là nó không biết mình live stream, nó chỉ cần mình móc điện thoại trong túi ra là nó chạy tới nó giằng rồi. Nó đàn áp mà nó cố kinh khủng luôn. Đi một ngày nay là con cũng mệt mỏi mà khi mà nghe kết thúc phiên tòa là hồi đó là nghe tin của từ luật sư ra là 6 giờ, hơn 6 giờ thì mới biết tin là chồng con bị 5 năm 6 tháng. Mà buổi sáng á thì kêu đòi quyền lợi cũng ghê lắm mà nó không cho vô, không có một người nào vô hết, chỉ là luật sư mới được vào thì tụi con mới không chịu, tụi con mới chứng minh đầy đủ giấy tờ, tụi con nói là bây giờ người thân tôi ở trong đó, chồng tôi ở trong đó phải cho tôi vào dự. Nó nói có giấy triệu tập, có giấy mời thì mới được vào, mà 23 tháng nay nhà con đâu có nhận được một cái giấy gì đâu mà đâu có thông báo gì về đâu, không có giấy thông báo ra tòa hay không có giấy thông báo gì hết, cứ bắt xong là giam luôn vậy thôi. Còn muốn biết cái gì thì qua luật sư mới biết được, chứ còn người nhà vợ con là không biết được cái gì hết. Cái việc mà các gia đình đó đã gặp nhau trong ngày 31 tháng 7 thì cái tâm trạng chung của những gia đình mà những người bị kết án của ngày 31 tháng 7, tâm trạng chung của họ như thế nào hả Nga? Dạ thưa chú, là khi mà gặp nhau mà chưa tòa chưa xử thì tụi con nói là nếu họ có khó khăn lắm thì cũng cho mỗi người, mỗi gia đình được một người vào, còn mà có cái khó khăn nữa thì họ cũng phải cho mình vào để mình coi qua màn hình tivi, là tụi con nghĩ trong bụng như vậy. Nhưng rồi cuối cùng thất vọng, không không được vào mà không bị xua đuổi nữa chú, đuổi đi xa lắm, đuổi đi mà không cho, có nghĩa là không còn một cái quyền lợi gì luôn, mà điện thoại cũng không móc ra, nó cũng không cho nó thấy điện thoại mình móc ra, ai gọi tới cho mình nghe thì nó cũng tới nó dằn vậy đó. Rất Thành chi ra là cuối cùng khổ. tưởng rằng có thể gặp mặt được người thân cũng vẫn không ai gặp mặt được hết. Cái việc mà hôm nay đó, chỉ vì một cuộc xuống đường của ngày 10 tháng 6 2018 mà ngày hôm nay bị kết án nặng nề như vậy, cái cuộc xuống đường để chống cái luật an ninh mạng, chống cái luật đặc khu 99 năm mà bị kết án như vậy, làm cho gia đình đó đã mất cái người thân và đã khổ sở trong suốt gần 2 năm qua, thì Nga có cảm thấy buồn phiền hay là trách móc chồng mình chị hay không? Dạ thì con cũng không có buồn gì, nhưng mà thấy cái chế độ này nó tàn ác quá. Như với ông Dũng con thì ông nói lên những cái hiện trạng của đất nước, rồi ông chống tham ô tham nhũng, rồi chống ba luật đặc khu, thì ông không có một cái tư tưởng gì mà cổ suý hay là bất bạo động rồi gì hết. Nhưng mà kết cho ông một cái án như vậy thì thật sự là con quá ức. Con có biết rằng sau khi có cái bản án như vậy đó thì biển mặn đó Ngô Văn Dũng sẽ bị giam ở nhà tù nào hay không? Có được thông báo hay không? Dạ thì trước mắt thì ngày hôm nay chiều nay thì mới biết được cái mức án đó, còn ngày 17 18 gì tới đây thì tụi con mới được gặp mặt, mà tình hình Covid này rồi không biết có được gặp không. Còn nữa là mà nếu mà mình kháng cáo á, lên sự phúc thẩm thì trong đó ảnh có 15 ngày để ảnh làm đơn á chú. Nếu mà trong vòng 15 ngày mà gia đình con mà có điều kiện á, mà cho ảnh phúc thẩm để mà mời luật sư á, thì họ xử thêm một lần phúc thẩm nữa mà nhà con không có điều kiện á, thì chấp nhận mức án đó. Thì qua 15 ngày, qua 15 ngày mà ảnh không có thư, không có giấy, không có đơn gửi đi để mà phúc thẩm thì coi như là ảnh chấp nhận rồi, thì đưa ảnh đi trại nào thì khi đó mình có biết, chứ giờ mình không biết. Tức là trước nay đó do vấn đề tạm giam nên chỉ giam ở số 4 Phan Lưu thôi. Còn sau khi kết Dạ án không, anh Dũng con là 10 ngày 12 tháng 4 là anh bị đánh cái trận đó, rồi tách riêng ảnh ra bên Chí Hòa. ra Chí Hòa. Dạ cái ngày 12 tháng 4 đó là Lê Quý Lộc bị đánh dữ quá thì ảnh có lên tiếng, thì đánh ảnh xong rồi nhập viện một tuần, như bữa con vừa viết bài đó, nhập viện một tuần điều trị xong rồi cùng chân ảnh thêm một tuần nữa, rồi tách riêng ảnh ra bên Chí Hòa. Rồi bây giờ một mình ở ảnh ở bên Chí Hòa thôi, còn lại mấy anh em thì ở bên số 4 Phan Đăng Lưu hết chứ. OK, để chấm dứt cuộc nói chuyện đó,
Thì nếu có điều gì đó nói với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước qua cái phiên tòa ngày 31 tháng 7 vừa qua, thì Nga sẽ nói điều gì với cộng đồng người Việt trong và ngoài nước? Dạ, nhưng mà hồi chiều giờ mẹ con cũng bàn với nhau là nếu nguyện vọng thì cũng muốn là cho ảnh phúc thẩm, mà phúc thẩm thì phải có tiền để mình muốn mời luật sư được cả chú. Nhưng mà qua 2 năm nay thì điều kiện xa xôi quá thì con cũng kiệt sức rồi, con cũng mệt quá. À, từ ngày mà Dũng bị bắt tới giờ thì gia đình sống bằng cái nghề gì và cái điều kiện sinh sống như thế nào vậy Nga? Dạ thì hồi anh Dũng con ở nhà thì ảnh đi làm, anh làm bên xây chứ, anh làm bên xây á, rồi bên xây dựng á. Còn hai con thì 4 đứa con, mà 2 đứa có gia đình rồi, còn 2 đứa nữa thì nó cũng đi làm cho người ta. Dạ con thì hồi giờ thì con cũng bán ngoài chợ, mà thời gian này bán cũng ế quá rồi, con về con cũng rang cà phê rồi cũng bán trên mạng vậy đó, ai họ họ uống quen với lại họ ủng hộ thì con cũng bán, thu nhập cũng ít ít Rồi, vậy. cảm ơn Nga nhé.